Hello, xin chào mọi người ha. Trước mặt mọi người đang thấy ở đây là hoa của cây trang cam Đài Loan nha anh chị. Đó, hoa của nó rất là đẹp nè anh chị thấy không? Đây là cái hoa của nó. Bên đây cũng có nữa nè ha. Đây là cây nó đã lớn rồi, nó đã cho hoa rồi nha anh chị. Hoa trang cam Đài Loan. Cái dòng này thì hoa nó đẹp nha anh chị. Thì để em quay cái dòng cái giống cho anh chị mình xem ha. Anh chị nào mà mua cái cây giống thì mình có thể tham khảo thử. Còn cái ở đó là hiện mới vừa quay là cái hoa của nó nha anh chị. Hoa của cây trưởng thành rồi. Đó, nhìn chị thấy nè. Còn anh chị muốn mua cây lớn thì xem lại những video trước của em ha. Em có báo giá cây lớn luôn. Bên em thì cây lớn có, cây bé có nha anh chị. Còn anh chị nào muốn trồng số nhiều hoặc là mình trồng chơi đó, thì mình trồng những cái cây bé giống vậy nè. Đó, em đi vô đây em quay ra cho anh chị mình xem. Thì cây bé của nó cũng có hoa giống vậy luôn nè, anh chị thấy không? Có mấy cây nó có hoa thôi nha anh chị. Chứ cây mà cây giống này mà đợi có hoa thì em không có đâu mà giao cho anh chị mình ha. Giá thì rất là rẻ luôn. Rễ nó dính dưới nè anh chị. Chị thấy em dở nó lên. Đứt cây rễ ha. Anh chị thấy không? Cây rễ của nó nè. Đây là cái cây trang cam Đài Loan, cây giống. Thì một cây giống như thế này nè. Em bán giá là 8.000 cho một cây nha anh chị. Cao thì sắp xỉ cỡ 2 tấc, cỡ 1 tấc rưỡi anh chị ơi. Tấc rưỡi đi, giá thì chỉ có 8.000 một cây ha. Đó, thanh lý hết cho anh chị mình ha. Hết cái lô này ở đây em còn khoảng cỡ 200 cây nha anh chị, cỡ 200 cây nữa. Đọt non rất là sung nè. Cây này đã ra chậu được và đem đi trồng được rồi đó anh chị. Tại vì hiện tại ở chỗ đây thì em chưa có ra chậu, chưa có làm sễ kịp hết. Anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay lên. Thì ở clip trước cũng đã có một số anh chị đã mua rồi, em đã giao bớt hết một mớ nè. Đó. Thì anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay lên ha. Thì em sẽ bao ship là từ 20 cây nha anh chị. 20 cây thì em bao ship cho anh chị của mình luôn ha. Dưới 20 cây thì cứ trả phụ em 30.000 tiền ship nha anh chị. Do cây này thì nói chung nó rẻ quá, nó không có nhiều tiền hết á. Thì 10 cây thì không có bao ship cho anh chị mình được. Thì anh chị mua 20 cây đi thì em sẽ bao ship cho anh chị mình ha. Mình trồng chơi dân nghệ tầm 120 cây, 160.000. Thì 20 cây thì em sẽ tặng cho anh chị mình 2 cây nữa. Đó, 2 cây nữa thì sẽ ra là 22 cây. Như cây này quá trời nó cao. Anh chị thấy không? Mình trồng á, mình ưu tiên mình lấy mấy cái cây mà rễ nó nhiều giống vậy nè anh chị á. Mấy cây mà rễ nhiều giống vậy nè, nó ngon hơn là những cái cây nó cao nữa. Nhiều khi cái cây nó cao á, nhưng mà cái rễ nó ít á anh chị. Mình trồng nó cũng chậm lớn lắm chứ không phải là nó mau lớn giống như là cái cây nó cao đâu. Cái cây nào mà rễ nhiều á là nó mau lớn anh chị. Nói hồi em nói hồi quẹo luôn cái lưỡi luôn. Anh chị mua thì anh chị lựa mấy cây mà rễ nó nhiều như nè. Đó, mình ra cái chậu nó lớn dèo dèo, cây này lay quay nó sẽ lớn. Ví dụ như cây này rễ ít đi, cây này lay quay nó sẽ lớn bằng cây này. Đó, cây này bị sừng lớn chậm. Nhưng mà cây này thì rễ nó cũng ngon nè, cho nên cây này sẽ lớn nhanh nha. Thì cây giống này giá có 8.000 thôi, anh chị mua 10 cây thì em sẽ tặng cho anh chị mình một cây. Đó. Chị nào muốn mua thì mình cứ nhanh tay lên. Đó, mình gọi qua cái số điện thoại của em đó hoặc là mình nhắn tin qua cái Zalo của em đó, số đó cũng được ha. À, số ít số nhiều gì em cũng có gửi anh chị mình hết. Mình mua gì mình trồng nhân nghệ chơi không được ha. 8.000 một cây thôi anh chị. Ở đây hiện tại em chỉ còn có một màu này thôi anh chị ơi. Em có bây giờ em không có làm cây giống nữa. Bây giờ em đổi qua em bán hàng cây lớn rồi. Không có làm cây giống nữa. Cây giống thì bây giờ cũng ít người trồng cái dòng bông trang này. Bông trang này bây giờ nó cũng nhiều á, ít người trồng nên là làm cây giống không có lời nha anh chị. Nên là bây giờ em đổi qua em làm cây lớn á. Cây cũng lỡ lỡ chung chung thôi chứ cũng không có lớn lắm. Cái lô này rất là sung luôn nè anh chị ơi, đã nó lên từ quá trời. Cái bãi này là bãi cát anh chị chứ không phải bãi đất ha. Dỡ lên thì khi nào mà nãy thì em dỡ lên thì anh chị thấy đứt rễ đó. Còn khi mà em gửi cho anh chị mình em xịt nước ở dưới đó, rồi dỡ cát vũ vũ lên rồi nó sẽ xuất cái rễ ra, nó không có bị đứt nha anh chị. Nó không có xì cái cây của mình, cái cây mình đem về cái là mình trồng rồi. Và khi gửi thì em sẽ bỏ vô cái bao quán kính lại ha. Cái cây này, cây non bỏ vô bao 4-5 ngày cũng không sao nha anh chị. Ở trong cái môi trường kính như vậy thì cái cây mình nó không có bị mắc nước. Thì đem ra thì anh chị khi nhận được hàng á, anh chị cứ để ở chỗ nào mà có cái bóng mát á, hoặc là để ở trong cái hiên nhà máy hiên hay gì đó, mình tưới nước vô cho nó, cho cái lá của nó hút cái nước, nó cái lá nào mà bị dập rồi đó anh chị, thì ngày hôm sau nó sẽ tỉnh lại thôi. À, như mấy cái đọt non này gửi đi mà anh chị đòi cái đọt non này còn là thua rồi, nó không có còn được nha anh chị. À, nó phải dập thôi. Còn mấy cái lá già này nè, nó cứng nó mới không bị dập ha. Lá non thì gửi thì cây này đè vô cây kia mới để lại hồi thì nó đè dập rồi đó, ví dụ vậy đó anh chị, là nó dập cái lá non đó đó. Anh chị đừng có đứt ruột gì trên cái này, bấm bỏ cái đọt cũng không sao nữa, nó lên lại mấy hồi anh chị, tại vì cây non mà nó lên lại nó liền lại cái thằng nó có một cái tẹo gì nè, nó lên lại nó liền lại chứ nó đâu có sẹo gì đâu.
Rồi thì clip thì em chia sẻ tới anh chị mình bao nhiêu đây ha. Giá thì chỉ có 8 ngàn một cây thôi. Giá xả ra cho anh chị mình chơi ha, giá rất là rẻ. Trang này nó tên là cây trang cam Đài Loan. Còn cái mặt hoa của nó thì em đã quay đầu clip cho anh chị mình xem rồi. Chiều cao và thước tắc đó thì em có báo cụ thể với anh chị mình luôn. Nó cao sắp xỉ một gang, có một tấc rưỡi ha. Thì em sẽ lựa từ ngoài, em lựa dài vô đi. Em bóc từ ngoài vô cho dễ nha anh chị. Tại lựa thì nói chung nó cũng cực lắm. Cây nó cũng cao đều đều với nhau không à. Anh tắt gửi chắc ăn ha, lựa ngay cây lục nhất báo cho anh chị mình nè. Chứ anh chị mình thấy vòng vòng này nó cỡ gan không à. Cây cỡ tắt gửi này nó cũng ít lắm nha anh chị, cây cỡ gan không à. Rồi em xin dừng video ở đây ha, anh chị nào muốn mua gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo qua cho em ha. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Anh chị nào yêu thích bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Em chào tạm biệt tất cả anh chị của mình nha.